Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi chọn quà với Hằng và Okabe và học cách dùng cấu trúc có, thì mới, từng, mỗi, mỗi A thì B. Chúng ta cùng làm quen với nhân vật đồng hành và bắt đầu chuyến khám phá ngày hôm nay thôi nào. Konnichiwa. Xin chào các bạn. Mình tên là Okabe Chikara. Chikara trong tiếng Nhật nghĩa là khỏe mạnh. Vì vậy, mình tự đặt tên tiếng Việt của mình là Nguyễn Khỏe Mạnh. Mình luôn muốn sống đúng như cái tên của mình. Mình rất thích tập thể dục đấy. Tuy vậy, mình không thể cưỡng lại những món ăn ngon. Các bạn hãy đồng hành với mình trong những trải nghiệm thú vị của Xin Chào Việt Nam. Hằng ơi, Okabe muốn mua quà tặng cho các bạn gái. Hằng có gợi ý gì cho mình không? Wow, các bạn gái cơ à? Okabe muốn mua cho mỗi bạn một món quà hay tất cả các bạn chung một món quà? Mỗi người một món chứ? Vậy Hằng sẽ dẫn Okabe đến mỗi chỗ này thôi, nhưng vẫn có thể chọn quà cho từng người đấy. Bọn mình đi nhá. Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đã cùng trở lại với Xin Chào Việt Nam, chương trình học tiếng Việt qua trải nghiệm văn hóa. Không hiểu Hằng sẽ giúp Okabe chọn món quà gì cho bạn gái nhỉ? Mà sao Okabe lại có nhiều bạn gái vậy? Hãy cùng theo dõi câu chuyện của hai bạn nhé. Trong cuộc trò chuyện giữa hai bạn, chúng ta thấy xuất hiện các từ từng, mỗi, mỗi, một. Okabe muốn mua cho mỗi bạn một món quà hay tất cả các bạn chung một món quà? Mỗi người một món chứ? Vậy Hằng sẽ dẫn Okabe đến mỗi chỗ này thôi, nhưng vẫn có thể chọn quà cho từng người đấy. Từ từng hoặc từng một được sử dụng khi người nói muốn chỉ sự xuất hiện lần lượt theo trình tự. Còn mỗi một như mỗi A 1B, mỗi A 2B, mỗi A những B để biểu thị sự tương ứng ràng buộc giữa A và B. Ví dụ, chúng ta sẽ tính tiền lần lượt từng món hàng một. Xin phép các bạn, tôi sẽ giới thiệu từng người để chúng ta làm quen với nhau. Việt Nam có 4 mùa, mỗi mùa đều có một vẻ đẹp riêng. Mỗi năm, chương trình Xin Chào Việt Nam sẽ phát sóng gần 40 số. Ta-da! Đây là những bông hoa làm bằng vải. Đảm bảo là các bạn gái của Okabe sẽ rất thích. Đẹp thế, nhiều hoa thế này đấy, tha hồ mà lựa chọn. Phải có nhiều hoa thì mới đáp ứng được số lượng bạn gái của Okabe chứ. Đúng thế, nhưng đấy là bạn, bạn là con gái thôi mà. Từng mùa hoa đến mang lại những cảm hứng sáng tạo không ngừng. Đó có thể là những bông hoa ban mùa xuân, bông sim tím trong những ngày hè oi ả, cúc họa mi làm cho những ngày mùa đông bớt giá lạnh. Từ những chất liệu vải khác nhau, dưới bàn tay tài hoa của các thợ thủ công đã tạo ra những bông hoa sống động. Vải nhung sẽ mang đến sự kiêu sa của những bông hoa hồng, sa tanh sẽ tạo ra sự lộng lẫy của những bông cúc, hay vải voan mang đến vẻ kiêu kỳ của những bông mẫu đơn. Điểm độc đáo nhất của việc làm hoa vải có lẽ đến từ cách sử dụng lửa để tạo độ cong,
cho những cánh hoa của mỗi người thợ. Chị bán cho em bông này, rồi bông này nữa. Mỗi bông bỏ vào một túi. Em cứ chọn rồi để đây, chị tính tiền từng bông một cho em. Ông KB mua nhiều thế có đủ tiền không đây? À, mình phải có nhiều tiền thì mới đi mua sắm được chứ. Mình cũng có cả thế ngang hàng ở Việt Nam rồi thế này, không sợ thiếu. Ok. Trong cuộc hội thoại của hai bạn tại cửa hàng bán hoa vải, chúng ta để ý thấy các từ mỗi, từng lại được hai bạn sử dụng. Mỗi bông bỏ vào một túi. Em cứ chọn rồi để đây, chị tính tiền từng bông một cho em. Ngoài ra còn có cụm từ có thì mới. Có mới là cấu trúc được dùng chỉ quan hệ, điều kiện, kết quả. Người nói dùng cấu trúc này để biểu thị ý cho rằng phải có điều kiện A thì mới dẫn đến kết quả B. Nếu không có A thì không thể có B. Ví dụ, có chăm chỉ lao động thì mới có tiền. Có tiền thì mới mua được những thứ cần thiết cho cuộc sống. Đôi khi người nói có thể dùng cấu trúc phải A thì mới B với nghĩa tương tự để thay thế. Ví dụ, phải học mới hiểu biết, phải được điều trị đúng cách thì bệnh mới nhanh khỏi. Chúng ta hãy cùng làm một số bài tập để hiểu thêm về cách dùng các cấu trúc vừa học nhé. Bài tập 1. Chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau. 1.1. Người ta phải có đủ gì mới mua được nhà mới? A. Người ta phải có đủ tiền mới mua được nhà mới. B. Người ta phải đi xem nhiều nhà rồi mới quyết định chọn mua một cái. C. Người ta phải đủ tuổi mới đi mua nhà riêng. Câu trả lời cho câu này là A. Người ta phải có đủ tiền mới mua được nhà mới. 1.2. Trên mỗi đồng tiền của Việt Nam đều có ghi mấy mệnh giá? A. Trên mỗi đồng tiền Việt Nam đều có chữ và số. B. Trên mỗi đồng tiền Việt Nam đều có in một biểu tượng. C. Trên mỗi đồng tiền của Việt Nam đều có ghi một mệnh giá. Đáp án câu này là C. Trên mỗi đồng tiền của Việt Nam đều có ghi một mệnh giá. 1.3. Sau khi mua hàng, từng người một phải đến quầy thanh toán để làm gì? A. Sau khi mua hàng, từng người một phải đến quầy thanh toán để trả tiền. B. Sau khi mua hàng thì từng người một phải tự mang hàng về nhà. C. Sau khi mua hàng thì từng người một phải đến quầy thanh toán để hỏi giá cả. Đáp án câu 1.3 là A. Sau khi mua hàng, từng người một phải đến quầy thanh toán để trả tiền. Bài tập 2. Hoàn thành hội thoại. Chưa. Bảo tàng ở Hà Nội. Tham quan hết. Các bảo tàng ở Hà Nội chưa? Nhiều lắm. Thì phải. Chắc phải mất. Đi thăm hết các bảo tàng. Được. Anh. Nhỉ. Vâng. Vài ngày. Thì mới. Bảo tàng ở Hà Nội. Mỗi nơi, cái riêng của từng bảo tàng một, cái hay riêng. Tôi muốn biết có một. Vâng, thế thì còn gì hơn? Tôi sẽ dẫn chị đến một nơi nhé. Thế thì mỗi cuối tuần
Chị đã... Câu trả lời là chị đã tham quan hết các bảo tàng ở Hà Nội chưa? Chưa, bảo tàng ở Hà Nội nhiều lắm thì phải. Chắc phải mất vài ngày thì mới đi thăm hết các bảo tàng được, anh nhỉ? Vâng, bảo tàng ở Hà Nội mỗi nơi có một cái hay riêng. Tôi muốn biết cái riêng của từng bảo tàng một. Thế thì mỗi cuối tuần tôi sẽ dẫn chị đến một nơi nhé. Vâng, thế thì còn gì hơn? Bài tập 3, trả lời các câu hỏi sau với từ gợi ý. 3.1, người Việt có câu, có làm thì mới có gì? Gợi ý, ăn. 3.2, chị ấy đang cẩn thận làm gì? Gợi ý, gấp từng bộ quần áo một. 3.1, đáp án là người Việt có câu, có làm thì mới có ăn. 3.2, đáp án là chị ấy đang cẩn thận gấp từng bộ quần áo một. Các bạn có nhiều đáp án đúng chứ? Chúng ta cùng ôn lại bài học hôm nay nhé. Từ từng hoặc từng một được sử dụng khi người nói muốn chỉ sự xuất hiện lần lượt theo trình tự. Còn mỗi một như mỗi A 1B, mỗi A 2B, mỗi A những B được biểu thị sự tương ứng ràng buộc giữa A và B. Ngoài ra còn có cụm từ có thì mới. Có mới là cấu trúc được dùng chỉ quan hệ, điều kiện, kết quả. Người nói dùng cấu trúc này để biểu thị ý cho rằng phải có điều kiện A thì mới dẫn đến kết quả B. Nếu không có A thì không thể có B. Đôi khi người nói có thể dùng cấu trúc phải A thì mới B với nghĩa tương tự để thay thế. Bây giờ chúng ta cùng luyện phát âm và tập đọc một số câu nhé. Ợi, ởi, ỡi, bỡi, cỡi, đợi, hỡi, hởi, khởi. Có bột mới gột nên hồ, có làm thì mới có ăn, có hiểu câu hỏi thì mới trả lời được. Các bạn đã nhớ bài học ngày hôm nay chưa? Hãy chăm chỉ luyện tập phát âm và thực hành nhé. Nếu có câu hỏi gì về bài học tiếng Việt, các bạn có thể liên lạc với chương trình qua email xinchaovietnamv4a.vtv.vn hoặc xinchaovietnamv4a.gmail.com. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần tới nhé!